Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là hiện nay thì hình thức bán hàng thông qua mạng xã hội như là livestream trên TikTok hay là YouTube hoặc là Facebook thì cũng đang rất là thịnh hành rồi. Và chính việc thịnh hành như vậy thì việc bảo vệ người tiêu dùng trước cái sự phổ biến này như thế nào cũng là một bài toán, một câu hỏi được đặt ra. Những lợi ích thực tế trên nền tảng này thì đã có. Thế nhưng nếu như nhìn xa, chúng ta không có những chế tài cũng như cách quản lý thì những hệ lụy rất có thể xảy ra. Và sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Khi thói quen lướt mạng là xu hướng toàn xã hội, thì các công việc online dường như lên ngôi nhanh chóng và khẳng định vị thế của mình rõ ràng hơn. Tuy nhiên, không phải người nào kinh doanh online cũng nhanh chóng kiếm được tiền. Mình mới lên mình live stream thì đương nhiên là khi mà mình còn mới, mình kỹ năng của mình nó chưa 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 tốt, chưa thành thạo. Đôi khi là mình live stream, mình cái live stream mà mình không có mắt xem, xong rồi mình bị nản, mình bị chán, mình tặng quà nhưng mà lại còn đến lúc là tặng quà không có người nhận luôn ấy. Thì mình sẽ bị là mất năng lượng, mình tụt năng lượng. Mình cũng thất bại khi mà mình live stream thì đầu tiên thì mình cũng không có mắt xem, hoặc là sẽ chỉ có vài mắt xem mà sẽ chỉ có rất là ít đơn thôi. Về cái việc là live stream bán hàng tiền tỷ thì cái điều này nó không phải là sự thật, bởi vì không phải ai trên cái con đường mà live stream bán hàng thì cũng có là con số hàng tỷ cho đến hàng triệu đô như thế. Bởi vì đạt được cái kết quả như vậy đó là một cái quá trình mà người ta phải rất là chăm chỉ, khổ luyện. Bên cạnh đó, những nội dung xấu độc đến từ TikTok đang là một trong những hiểm họa nóng nhất trên mạng xã hội. Thách đấu trực tuyến, giả làm người thân để trêu đùa trẻ em, kiểm tra sức khỏe lá phổi, hàng loạt trào lưu đáng sợ xuất hiện trên TikTok. Dù thời lượng chỉ vài chục giây, nhưng với hình ảnh bắt mắt, nhạc nền dễ nghe, những video này đã thu hút số lượng lớn người xem. Khi mà giới trẻ thích các cái video, ví dụ như là các video giải trí này, hoặc là các video liên quan đến các cái scandal này, thì thuật toán nó sẽ tự tăng các cái số lượng nội dung tương tự đến và cho hiển thị ra cho người người xem. Đấy, thì chính vì cái các cái thuật toán này nó tối ưu hóa các cái hoạt động của người dùng trên màn nền tảng mạng xã hội, cho nên nó sẽ không, nhiều khi nó sẽ không phân biệt đấy là đây là các nội dung tốt hay nội dung xấu. Lý giải cho việc TikTok tiếp cận người xem một cách nhanh chóng, các chuyên gia cho rằng thuật toán TikTok là một hệ thống thông minh quyết định xem video nào sẽ được hiển thị trên trang dành cho bạn dựa trên sở thích cá nhân của từng người dùng. Đơn giản hơn, đây là cách mà TikTok xác định những video mà người dùng có khả năng quan tâm. Để người dùng mạng xã hội có trách nhiệm hơn với nội dung mình đăng tải, Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang đề xuất tài khoản xác thực với tên thật, số điện thoại mới được đăng bài bình luận và livestream bán hàng trên mạng xã hội. Cảnh báo về các chế tài xử phạt, biện pháp xử lý đến người dùng nếu người dùng đăng tải chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật. Ví dụ như là tùy theo mức độ vi phạm, tài khoản có thể bị tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn. Không sử dụng thuật toán để tạo xu hướng hoặc đề xuất đến người dùng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Phiên bản số của mỗi người ở trên không gian mạng nó lại bị che đi. Bởi cái tính định danh thì chúng ta hình dung là chúng ta tham gia vào một cái cộng đồng tương tác với nhau mà tất cả chúng ta đều đeo mặt nạ, thì rõ ràng là những cái tính trách nhiệm, những cái thông tin chia sẻ với nhau nó cũng sẽ bị giảm thiểu cái độ tin cậy. Thế và nếu như không có những cái nguyên tắc, không có những cái luật chặt chẽ với một cái sự dễ dãi ở trong một cái mạng lưới kết nối như vậy thì nó sẽ nảy sinh những cái tiêu cực. Thống kê năm 2023, số lượng người dùng TikTok ở Việt Nam đạt gần 68 triệu người và đứng thứ 5 trong số các quốc gia có lượng người dùng lớn nhất tại nền tảng này. Với những con số người dùng tăng lên chóng mặt, dự báo nền tảng TikTok sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường mạng xã hội trong thời gian tới và những hiểm họa từ TikTok vẫn luôn rình rập người dùng.